Thưa quý vị, cùng sự phát triển của xã hội, nhu cầu làm đẹp của con người ngày một nâng cao. Do đó, các ngành nghề liên quan đến thẩm mỹ, làm đẹp hay thư giãn và chăm sóc bản thân cũng có xu hướng tăng theo. Để bắt kịp xu thế phát triển này, nghề chăm sóc sắc đẹp cũng có những bước chuyển biến rõ nét. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố về con người. Đó chính là những nhân viên thẩm mỹ, người trực tiếp đáp ứng nhu cầu làm đẹp đang nở rộ hiện nay. Những năm gần đây, rộ lên trào lưu các bạn trẻ rủ nhau đi học nghề spa tại các trung tâm thẩm mỹ hay trung tâm dịch vụ việc làm, thay vì đăng ký duy nhất con đường học đại học. Liệu đây chỉ là phong trào hay là một sự lựa chọn trong việc tìm kiếm nghề nghiệp nghiêm túc? Em nghĩ cái ngành này nó cũng một cái ngành hot hiện nay ở đô thị thì có cần giải tỏa chắc rất là lớn. Đối với những người đi làm công việc bất cứ ngành nào cũng cần. Mình có vừa làm học viên, vừa làm cũng như là mình có thời gian mình giải tỏa, thư giãn luôn trong lúc học. Dạ, khi mà mới vô học thì em chưa có kiến thức gì về spa hết. Nhưng mà mới vừa học được mấy buổi thôi thì em đã có một số cái kiến thức rất là bổ ích cho bản thân mình. Thì em nghĩ là học về sau nữa thì em sẽ có đầy đủ kiến thức cơ bản về spa. Dạ, em thì thấy ở đây có rất là nhiều cái lĩnh vực như là massage mặt, massage tay, chân, rồi ấn huyệt, rồi gội đầu dưỡng sinh, vân vân. Về cái khó khăn thì giống như là mình cố gắng đừng bỏ buổi nào để cho mất cái bài, tại mỗi ngày mình sẽ học một bài khác nhau. Tại vì em định hướng là khi mà em học những cái khóa cơ bản xong thì em sẽ học nâng cao, và sau đó em sẽ ra em tự mở cái cơ sở riêng của mình. Việc xác định được niềm yêu thích, đam mê ngay từ đầu với ngành thẩm mỹ sẽ giúp các bạn trẻ định hướng đúng đắn tương lai của mình, có được tay nghề vững chắc và còn làm công việc mà mình yêu thích thì đó là một điều vô cùng may mắn. Với khóa học nghề spa, các bạn không những có được kiến thức để làm đẹp cho bản thân mà còn giúp cho mọi người đẹp hơn, khỏe hơn và tự tin hơn. Có thể thấy, ngành spa đang rất phù hợp với giới trẻ, chi tính năng động và mới lạ. Đối với bạn trẻ thì muốn mà đây cũng là một trong những cái nghề nên định hướng, tại vì cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thì bao giờ nó cũng là được người ta ưu tiên hàng đầu. Ngành nghề spa thì là các bạn có thể là học từ 2 đến 3 tháng thì các bạn đã đi ra làm, hoặc là các bạn có thể mở một cái tiệm để mình kinh doanh, và cái mức thu nhập và cũng rất là khá ổn định.